Nếu các bạn đi vào trang web CoinGecko đây các bạn bấm vào NFT thì các bạn thấy được là đây là những cái đồng liên quan tới cái hệ thống NFT này. Đây là một trong những cái mảng đầu tư rất là mới. Có thể nói đây là những cái token nằm trong hệ thống gọi là token sưu tầm. Thì các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào thì có rất nhiều đồng tăng trưởng rất mạnh mẽ. Trong vòng 24 giờ qua như là chúng ta vừa nói tới là Engine, như là Chilis ở Decentraland thì tăng 8%, Sen 10%. Uh, Luxo Token tăng 23%, Các bạn thấy được là Ultra 22%, Wax 20%, Axie Infinity tăng 29,5%. Có thể nói là rất nhiều những đồng NFT có sự tăng trưởng rất là mạnh. Không những là trong vòng 24 giờ qua mà trong một tuần qua tăng trưởng rất nhiều. Tại vì sao? Tại vì cái sự hứng thú liên quan tới NFT đang bùng nổ và thực ra mà nói là chúng ta vẫn chưa có thực sự là hiểu được cái bản chất của NFT là gì Thường vẫn có nhiều cái sự suy nghĩ liên quan tới bản đầu tư này à, Nhìn vào một cái tài liệu được chia sẻ bởi Decrypt liên quan tới NFT Thì NFT bây giờ là một trong những cái bản đầu tư mà đang được rất nhiều người quan tâm đến Các bạn có thể nghe nói những cái thông tin mà có thể thấy khó hiểu Giống như là một cái tweet của Jack Dorsey, nghĩa là CEO của công ty Twitter và công ty Square Thì các bạn thấy được là một cái tweet này thôi Bây giờ đã được bán ở trên các bạn thấy được Cent Xen là một cái dịch vụ mà cho các bạn bán những cái NFT, thì các bạn thấy được là cái thuyết này thôi, và bây giờ đang được đấu giá và đấu giá lên tới 2,5 triệu đô la tại sao mà một cái thuyết như vậy lại có thể được đấu giá Mà tại sao lại đáng giá lên tới 2,5 triệu đô la và không chỉ riêng là các bạn thấy được là đây là một cái trường hợp riêng lẻ mà các bạn thấy được là chúng ta có những người như là Lindsay Lohan một trong những người cũng nổi tiếng ở Hoa Kỳ các bạn thấy được là Lindsay Lohan cũng đã bán được rất nhiều những cái NFT tổng cộng là bán được với cái chỉ giá là 45,4 uh, Ethereum tổng cộng Cái phí mà thu được khi mà bán NFT và các bạn cũng đã thấy được là CG thì một cái thuyết này của CG thôi đã bán được cái giá là thường nhớ là khoảng 6.000 đô la nhưng mà sau đó thì các bạn thì được là bây giờ đó là cái uh, bán sang tay lại đó đấu giá đã lên tới 125.000 rồi thì có thấy nhiều bạn. Nhưng thông tin này cảm thấy là rất là mơ hồ tại sao một cái thuyết có thể đánh giá như vậy? NFT là gì? Thì tôi đã chia sẻ với các bạn ấy, đơn giản trong cái video vừa rồi là NFT nó một cách đơn giản là nft là một trong những cái token gọi là cái token uh, sưu tầm có nghĩa là mỗi cái token đều có cái sự khác biệt cho nên phân biệt được là token này là như thế nào token kia là như thế nào thì bây giờ đó có một cái suy nghĩ là những cái tài sản kỹ thuật số, những cái tài sản điện tử cũng có thể sưu tầm được Giống như là các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào những người mà đi sưu tầm à, Những cái thẻ giống như là những cái thẻ baseball đi Chứ như là những cái thẻ liên quan đến là những người mà đánh bóng chày Thì những cái thẻ này đó Đối với những người mà quan tâm và sưu tầm đó, thì rất đáng giá Các bạn thấy được là cái thẻ này trên màn hình đó, các bạn thấy là đang được đấu giá ở trên eBay có thể lên tới cái mức là 25.000 đô thì bây giờ nhiều người nói là những cái tài sản điện tử cũng có thể được đấu giá tương tự các bạn cũng có thể sở hữu được những cái tài sản điện tử thì làm sao sở hữu được tài sản điện tử được các bạn thì được là nhiều người cho là các bạn thấy là một cái thuyết này à, của Jack Dorsey thì đây chỉ là một cái hình mà thôi thì cái hình này ai copy mà cắn được thì tại sao nó lại đáng cái giá là 2,5 à, triệu đô la thì bây giờ đã được đấu giá thì cái vấn đề ở đây đó là các bạn thấy được là cái sự khác biệt là bây giờ đó thì có những cái dịch vụ như là Send Thì các bạn có thể là tạo một cái Token Cái Token đó là đại diện cho Giống như trường hợp này đi Là đại diện cho cái thuyết này của Jack Dorsey Và trong cái mã nguồn nó sẽ có Một cái địa chỉ dẫn đến cái hình của cái thuyết này Và cái hình đó sẽ được giữ Ở trên một cái mạng lưới tập trung Đây là một cách mà để chứng minh được Các bạn là chủ sở hữu cái thuyết này Tại vì Jack Dorsey đã bán cái thuyết này cho bạn Nếu như bạn là người mà đấu giá thành công thì điều này uh, có ý nghĩa như thế nào các bạn thì đừng, mọi người này nói là tại sao lại bỏ tiền ra trong khi mà các bạn có thể có một cái token làm đại diện như cái thuyết này và cái token đó là chứng minh được là các bạn sở hữu cái thuyết này tại vì cái token đó là một cái token NFT là một cái token sưu tầm cho nên cái token đó là chỉ có bạn có mà thôi không ai có hết và trong mã nguồn để là cái địa chỉ ví mà lưu trữ token đó là địa chỉ ví nào và bạn là chủ địa chỉ ví đó thì nên chứng minh được bạn là sở hữu của cái thuyết này nhưng mà đây là một cái hình mà thôi thì mọi người đều có thể copy được thì các bạn thấy được đây là một trong những cái sự suy nghĩ mà thường cũng đang suy nghĩ hiện bây giờ NFT đó đây là một cái suy nghĩ rất là mới các bạn sưu tầm những cái hình ảnh tranh ảnh video những cái thứ đó là những cái vật điện tử ai cũng có thể copy được thì có thực sự là có giá trị hay là không Tại vì các bạn thấy được là khác, nhiều người cho là cái sự khác biệt giữa các bạn sưu tầm giống như các bạn sưu tầm rượu, các bạn à, uh, sưu tầm hình ảnh baseball đi. Đây là những cái vật mà các bạn có thể mua, các bạn có thể là lưu trữ trong tay được. Thì cái sự khác biệt rất lớn, các bạn thấy được là một cái uh, thẻ baseball card này không dễ bị làm giả trong khi mà các bạn có thể là dễ dàng copy hình ảnh được nhưng mà một trong những suy nghĩ rất thú vị được chia sẻ bởi một tỷ phú mà nhiều bạn biết tới đây là một trong những người ở trong Shark của US đó chính là Mark Cuban thì tỷ phú Mark Cuban là một trong những người mà đang rất quan tâm đến cái mảng NFT này và Mark Cuban chia sẻ một suy nghĩ rất thú vị đó chính là cái lý do tại sao mà một người nào đó sở hữu, sưu tầm một vật nào đó là không phải lúc nào cũng cầm vật đó trong tay Nhưng mà cái giá trị là đến từ người ta biết được là người ta là chủ sở hữu cái vật đó Trong cái thế giới mà vật chất bây giờ thì các bạn chứng minh được chứ bạn là chủ sở hữu là các bạn đang giữ trong tay cái vật đó các bạn chứng minh được là tôi đang sở hữu cái thẻ này nhưng mà trên căn bản không có mấy người mà cầm cái thẻ này liên tục để mà ngắm các bạn thì được là họ mua tại vì cái thẻ này trên màn hình đó đã có một cái ý nghĩa gì đó đối với họ có một cái ý nghĩa sưu tầm đối với họ và họ lâu lâu mới nhìn cái thẻ này một lần mà thôi nhưng mà cái mà họ rất là vui là họ đã có thể là có được cái thẻ này trong tay và họ là chủ của cái sở hữu của thẻ này và chứng minh là cái thẻ này đang nằm trong cái um, sự quản lý của họ. Nhưng mà ở trên mạng lưới đó thì thực ra mà nói là cũng như vậy mà thôi. Mark Giblin nói là khi các bạn đi mua một cái thuyết uh, của Jack Dorsey đi, thì các bạn sẽ không có mấy ngày mà nhìn cái thuyết này liên tục. Cái mà các bạn muốn đó là người ta biết bạn là chủ sở hữu cái thuyết này và điều này có thể chứng minh được dễ dàng ở trên uh, mạng lưới blockchain và các ta các bạn nhìn vào ai là chủ sở hữu của cái địa chỉ ví mà đang lưu trữ cái token đại diện như cái thuyết này. Các bạn có hiểu ý của thường nói hay là không? Cái sự khác biệt đó là không có nhiều. Cái sự khác biệt giữa sở hữu một cái tài sản điện tử hay là một cái tài sản vật chất đó không có gì khác biệt. Tại vì cái mà các bạn muốn đó chính là cái tư tưởng là các bạn là chủ sở hữu và các bạn chứng minh được. Chứ chứng minh được mới là quan trọng. Thì chứng minh được ở trong cái uh, thế giới vật chất là các bạn cần phải có cái vật đó trong tay còn chứng minh được trong thế giới điện tử là bạn cần phải có một cái token NFT là các bạn chứng minh là các bạn đang giữ token đó trong cái ví đó và các bạn là chủ sở hữu cái ví đó thì các bạn sẽ chứng minh được thì đối với cái góc nhìn đó thì không khác nhau bao nhiêu đây là cách mà chia sẻ của Mark Cuban thì thực ra mà nói là thông vẫn chưa có cái quyết định cá nhân của mình là NFT có thật sự là có giá trị hay là không nhưng mà một điều các bạn đã thấy được là những cái giao thức liên quan tới NFT đang rất là nóng và các bạn cũng đã thấy được là cái sự tăng trưởng và giá cả của nhiều token liên quan tới những mạng lưới NFT đang phát triển rất là mạnh và làm sao để các bạn có thể tham gia để mà mua những cái token NFT này thì các bạn có thể tham gia bằng cách là các bạn bấm vào NFT các bạn thấy được vào contact bấm vào NFT để các bạn có thể thấy được là những cái à, giao thức, những cái dự án nào mà liên quan tới cái mạng đầu tư này. Hay là các bạn muốn tự đi mua một cái vật gì đó để mà lưu trữ đó thì các bạn có thể là đi mua bằng cách là các bạn cũng tương tự thôi. Các bạn tạo một cái ví uh, Metamask. Thì khi mà các bạn tạo cái ví Metamask rồi đó thì các bạn có thể là đi vào uh, những cái mạng lưới mà mua bán NFT. Như là các bạn có thể uh, đi vào những ứng dụng như là cái ứng dụng sent Các bạn kết nối với cái ví Metamask thì sau đó các bạn có thể là mua những cái token NFT này có thể là các bạn đi mua cái thuyết của Jack Dorsey vân vân đây là một trong những cái sự kiện đang xảy ra bây giờ đương nhiên đây không phải là lần cuối cùng chúng ta nói về NFT thông sẽ chia thêm với các bạn trong thời gian tới đây liên quan đến phát triển của cái thị trường này và đây là những cái thông tin mà thủ muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này